Vâng, mến chào các quý anh em nhé. Hôm nay thì tiếp tục shop Zipman sẽ giới thiệu cho anh em xem một mẫu Zippo anh em nhé. Mẫu này là mẫu mới này. Mẫu này mình vừa mới nhập về. Chưa bao giờ quay clip về mẫu này anh em nhé. Trong gần 2 năm làm Zippo thì chưa bao giờ quay mẫu này. Đây. Mẫu này thì là một trong những cái mẫu mà nó rẻ nhất và bền nhất của cái dòng Zippo anh em nhé, rẻ bền. Đấy. Và có thể là một số anh em chưa từng gặp mẫu này bao giờ thì mình sẽ làm clip luôn. Cái này thì thích hợp cho những anh em nào mà dùng để sử dụng thôi anh em nhé, tức là dùng để sử dụng để bật lửa mồi thuốc các kiểu bình thường thôi, chứ không phải là sưu tầm chi tiết gì hết, hoặc là làm quà tặng cũng được. Nó được đựng trong cái hộp giấy rất là quen thuộc như thế này. Chiếc Zippo có chất liệu là bằng đồng, đồng thau luôn anh em nhé, và sau đấy được phủ lớp chrome, và đánh nhám mặt trước cùng với mặt sau theo cái vân là vân vân sọc caro như thế này anh em nhé. Nó vân vừa sọc dọc này, đây anh em thấy không? Vừa có sọc ngang. Nó vân rất nhỏ như thế này này. Trông rất là bắt mắt. Thì họ tạo vân như thế này mục đích chính là để chống bám vân tay anh em nhé. Thứ nhất là chống bám vân tay tốt hơn cái dòng bóng. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cảm giác là cầm cái Zippo như thế này thì nó sẽ mới lâu hơn. Nó ít có cảm giác bị xước hơn anh em nhé. Đấy, với đặc điểm nó như thế. Đấy, ví dụ anh em dùng mà nó có sức tơ một xíu thì coi như nó vẫn còn đang mới, không sao cả. Nhưng ví dụ cây bóng thì anh em dùng sức tơ cái thì nó không đẹp bằng. Đấy, nó có đặc điểm như thế anh em nhé. Còn về thiết kế cây này thì nó rất là kín nên là cầm xăng rất là tốt. Mình nghĩ những cây như thế này cầm xăng tầm khoảng một tuần lễ là hoàn toàn có thể. Còn nếu anh em biết cách thì có thể là hơn nữa anh em nhé. Mỗi hàng nó như thế này. Bản lề thì có 5 chỗ đều tròn như thế này anh em nhé, và kín. Thì trên đây có hai mối hàn nó sẽ như thế này. Còn ngoài ra cái cây Zippo này, cái đường viền này, này đường viền nó sẽ tạo một cái vân nó bụi bụi như thế này anh em nhé, trắng bụi. Đấy, kiểu này là kiểu trắng bụi. Thì shop đã có một cái mẫu bật lửa nó kiểu như thế này. Đấy, đường viền nó cũng bụi bụi như thế này. Thì shop mình đã từng làm video nhé anh em ơi. Có thể ghé thăm kênh YouTube của shop Zipman và anh em tự xem nhé. Đấy, cái đường viền này thì nó làm anh em nhìn, ví dụ người mà không để ý thì tưởng đâu là cũ à. Nhưng mà nó không phải là hàng cũ anh em nhé. Nó tạo như thế để luôn luôn mới. Dòng này là một cái dòng có mộc đáy lõm. Đây. Mộc đáy lõm, sản xuất năm 2019. Cái mộc đáy này thì mình khẳng định với anh em là anh em dùng không bao giờ mòn được. Hai mặt như nhau. Trước sau như nhau anh em nhé. Thì bây giờ mình test tiếng kêu luôn nha. Đấy, tiếng kêu đấy anh em nhé. Tiếng kêu thì anh em đặt hàng thì tiếng kêu khi gửi đến nơi mình sẽ cho phép các anh em bóc tem ra anh em kiểm tra nhé. Phải bóc tem ra thì anh em mới kiểm tra được trong ruột và anh em mới biết được phân biệt thật hàng giả anh em nhé. Bên trong nó thì đây như thế này, buồng đốt là có 16 lỗ nên là chống gió rất là tốt. Anh em dùng răng chính hãng nha, anh em quẹt lửa lên sau anh em lắc lắc như thế này, lắc mạnh mà cũng không bao giờ cháy được, và nó cũng cầm xăng chống gió rất là tốt. Bên trong đây đấy. Zippo thì bên trong cái vỏ nó có lem lem như thế này thì rất là bình thường đấy. Không có vấn đề gì cả anh em nhé. Còn cái phần nắp thì thường là nó sẽ mới hơn. Cây này bán ra thì shop sẽ có bảo hành. Nên là anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop nhé.
mình dùng bốn ngón tay mình bóp này. Shop sẽ bảo hành cho anh em những vấn đề như thế này này, một cây Zippo ạ, rất là bền, và đặc biệt những cây trắng đơn giản như thế này là càng bền bền nhất luôn, thì nó hy hữu lắm thì nó mới gãy cái lưỡi gà. Đấy. Trong cái trường hợp lấy gãy cái lưỡi gà này thì anh em alo cho shop, xong rồi anh em gửi ra cho shop, shop sẽ bảo hành nhanh cho anh em, thì tầm khoảng 1 đến 2 ngày là anh em mình làm xong mình gửi cho anh em thôi. Đấy. Còn cái trường hợp thứ hai có thể bị hỏng là nó bong bong cái mối hàn này. Đấy. Nhưng mà rất ít khi bong mối hàn nhé, trong quá trình làm 5 năm của mình thì mình mới gặp hầu như là một hoặc là hai trường hợp bong mối hàn được. Một là hoặc là hai thôi, chứ không đến 5 trường hợp nhé, trong trong vòng 5 năm không đến 5 trường hợp bong mối hàn. Còn cái lưới gà thì nó sẽ nhiều hơn, tại vì là cái lưới gà nó chịu nhiệt nhiều. Một cái lỗi thứ ba nó khó hơn, khắc phục hơn là nó có thể bị gãy cái bản lề này này. Đấy, gãy cái bản lề này. Ví dụ anh em dùng mà nó gãy một chấu thôi, thì anh em alo cho shop bảo là cây này tôi mua có shop mà nó bị gãy này, thì anh em giữ nguyên hiện trạng cho mình nhé, giữ nguyên hiện trạng xong anh em gửi ra mình khắc phục luôn, chứ nó không biết là như thế nào anh em bao gãy xong anh em vặn ra, anh em vặn gãy ra, rời cả cái bản lề và cả cái nắp ra và cả phần thân ra, thì gửi cho mình thì nó sửa nó sẽ khó hơn, tại vì là khi đó mình cần phải khoan, mình phải khoan mình mài để mình tách cái bản lề ra mình mới thay được anh em nhé. Còn nếu anh em mà cứ cậy cậy vào, anh em làm thủng cái này luôn là nó sẽ mất zin anh em nhé. Đấy. Cây này vỏ với ruột thì nó có trùng năm 19 anh em nhé, trùng năm 19 này. Còn cái chữ cái ABC thì thường không, mình không muốn nói đến nha, có thể lệch. Châm xăng thì châm vào đây. Cái này đơn giản thôi mà dùng rất là thích. Cổ đá cao. Đây, cổ đá cao tròn đều. Bánh xe thì cắt xéo. Sợi tiêm thanh mảnh, có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh. Buồng đốt còn mới sạch. Đây, nó như thế thôi anh em nhé. Cây này thì hiện tại shop đang phân phối với giá là 630.000 thôi anh em nhé. 630.000 thôi, bảo hành trọn đời. Anh em mua đâu không biết nhưng mà cứ mua shop Zipman là anh em yên tâm về chất lượng và bảo hành trọn đời cho anh em. Nên là anh em cứ yên tâm mà đặt hàng nhé. Còn nếu anh em thích những mẫu khác thì cứ lên Google và chữ Zipman.vn nhé là ra shop của mình. Vâng, shop kính chào anh em.